Có nhiều người tụng chú Lăng Nghiêm và nghĩ rằng tụng chú Lăng Nghiêm thì mình sẽ không có bị ma, những cái người như là cô Ma Đăng Già kéo đi. Nhưng mà tụng 20-30 năm cũng bị cô ta kéo đi như thường. Và tại vì tụng chú mà trong khi đó không có niệm, không có định, không có tuệ, tụng như những con vẹt. Vì vậy cho nên vấn đề tụng kinh là vấn đề lớn phải đặt ra. Trong cái tụng kinh chúng ta để ý nhiều tới cái âm điệu của sự tụng niệm, mà chúng ta không có thực tập được niệm, định và tuệ. Chúng ta chỉ sợ tụng sai, tụng quên thôi, rồi thầy rầy hoặc là người ta cười thôi. Tâm kinh chẳng hạn, chúng ta tụng mỗi ngày, một lần, hai lần, ngày nào cũng có tụng. Nhưng mà chúng ta phải nói sự thật, chúng ta tụng như những con vẹt. Tâm kinh tuy là ngắn, nhưng mà nó cũng vẫn dài. Tại vì trong tâm kinh nó chỉ có 2-3 câu là cái tinh túy của tâm kinh. Nhất thiết ngũ uẩn giai không, sắc tức thì không, không tức thì sắc.